Chào mừng quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 29 tháng 3, Tiến Dũng xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn các sản phẩm vừa về. Đầu tiên, Tiến Dũng xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm một đoạn âm thanh với cặp loa Pioneer model CS803. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đạo. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự dạ lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ quá, quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng. Gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Chiều mưa lòng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ mang theo dáng em thơ. Ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm đạo còn đâu người yêu. Ôi hoang vắng điều hiu, nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi giờ. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là Sony 3/5 ESG. Đây là một chiếc đầu CD rất nổi tiếng của thương hiệu Sony đến từ Nhật Bản, với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, học đĩa nằm chính giữa, bảng đồng hồ số rất đẹp. Chiếc này vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi zin nguyên bản. Thiết kế với mặt phay nhôm màu vàng và hai hồi gỗ bóng sơn mài. Với Sony 3/5 ESG, đây là dòng CD đáng chơi nhất của dòng 3 số, bao gồm 3 số 2, 3 số 3, 3 số 5 và 3 số 5 ESG là cuối đời của 3 số 5. Chiếc này với mức giá 11.800.000 thì giúp bao zin bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Và âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là của Pioneer SX950. Chiếc này với thiết kế dạng receiver, mặt phay nhôm, vỏ gỗ sang trọng, đèn tuner màu vàng chanh. Chiếc này với tình trạng hàng bãi zin nguyên bản, máy sử dụng 8 sò sắt Toshiba, công suất nguồn 370W, điện 120V. Máy có thể chơi được 3 cầu loa A, B và C. Mức giá của chiếc này là 19 triệu.
Và âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là loa Baunier model CS803. CS803 sử dụng một loa bass loại 40cm bằng giấy gân vải, một loa trung giấy loại 12cm, một loa chép kèn và hai loa super chép kèn điện tử. Ở đây chúng ta thấy có các nút chỉnh, chúng ta có thể tăng giảm tiếng mid, tiếng chép tùy ý. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ. Đây là tổng thể phía mặt sau và phần thông số. Công suất 250W, trở kháng 8 ohm. Loa được sản xuất tại Made in Japan. Mẫu loa này có độ nhạy lên đến 98 dB, rất dễ phối ghép âm ly. Baunier CS803 chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và kết hợp hát karaoke gia đình. Tiếng rất tuyệt vời, phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2, chơi đa thể loại dòng nhạc. E căng một lưới vải màu nâu. Baunier CS803. Quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly của Hàn Quốc, âm ly của Baunier hàng bãi Nhật, các dòng âm ly của Sansui đều chơi rất tốt, âm ly Luxma, âm ly Marang, vân vân. Mức giá của cặp này là 18 năm. Và phía chính giữa xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa cũng mới về ngày hôm nay, đó là Bose SA500. Với SA500 là một cặp loa rất hiếm trên thị trường, hàng được sản xuất tại Mỹ, công suất tối đa là 150W. Loa sử dụng một loa bass loại 25cm, một loa chép loại 8cm chép giấy, hai lỗ thông hơi nằm ở phía mặt trước. Và phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ, màu vàng. Đây là chạm loa Bose AS500, công suất tối đa 150W một thùng. Với mẫu loa này thì quý vị có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong những không gian tầm dưới 30m2, thích hợp chơi đa thể loại dòng nhạc. Có thể phối ghép vào các dòng âm ly của đàn ông, của cover, của Sansui và của các dòng như Marang, vân vân. Cặp loa Bose AS500 tình trạng zin nguyên bản, loa đẹp xuất sắc. Mức giá của cặp loa này là 9 triệu. Đây là cái căng của loa. Trên đây có một logo của Bose, cái căng bằng lưới vải màu nâu. Mức giá của cặp này là 9 triệu. Và tiếp theo phía bên đây thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Onkyo model D500 Liverpool. Đây là mẫu loa rất đáng chơi của dòng Onkyo. Quý vị và các bạn đam mê âm thanh đều biết những dòng Onkyo có những đời đáng chơi như sau. Chúng ta có thể kể đến các dòng Onkyo D200 dòng Bookshelf, dòng D500 dòng Bookshelf và các dòng lớn hơn như Scepter 10. Onkyo D500 với thiết kế dạng Bookshelf. Loa này có công suất là 180W một thùng, trở kháng 6 ohm. Loa được sản xuất tại Nhật. Cặp loa Onkyo model D500, mức giá của cặp này chỉ 5.800.000, thích hợp để nghe nhạc trong các không gian gia đình nhỏ tầm dưới 30m2. Dòng này anh em không nên sử dụng để hát karaoke, nó không an toàn. 5.800.000 cho cặp Onkyo D500. Ở đây Tiến Dũng đang có cả mẫu Onkyo Scepter 10 với mức giá chỉ 40.500.000. Quý vị quan tâm các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio, hãy liên hệ cho Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.